Vâng, xin chào mừng anh em đã đến với kênh Storm VinTech Watt. Để ủng hộ mình, anh em hãy ấn vào nút đăng ký màu đỏ và ấn vào nút rung chuông để có thể nhận được những video clip mới nhất về sản phẩm bên mình. Phiên ngày hôm nay thì mình sẽ lên giới thiệu với anh em đó là một chiếc 5722 9991. Trên tay mình đó là một chiếc Senco GS 5722 9990. Ở mặt sau của nó là 9991. Về tổng thể chiếc GS5722 này thì anh em có thể thấy nó cái mặt đồng hồ 572 này nó là zin nguyên bản luôn. Kính zin, núm zin. Tổng thể vỏ của nó còn rất là đẹp. Chưa hề qua spa đánh bóng gì luôn. Chiếc này mới về hôm qua và mình cũng chưa vệ sinh gì cả. Mình vẫn để nguyên bụi nhật để mình lên show với anh em. Về chiếc 5722 này thì anh em có thể thấy là cái mặt dial của nó là mặt trắng chảy tia từ tâm. Nhưng mà cái mặt dial của nó là nó có một chút cái vết ố, gọi là vết lên dầu đấy. Nó lên theo thời gian. Tuy nhiên là những cái vết này nhìn ở thực tế ở bên ngoài nó rất là mờ, chứ nó tổng thể thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cái chiếc GS mình sử dụng này cả. Vì ở bên ngoài nhìn cái những cái vết đấy nó khá là mờ chứ nó không 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 rõ nét như ở trên clip đó. Kim cọc của nó thì là kim cọc thép nổi khối. Bắt sáng rất là tốt luôn. Anh em có thể thấy là cái kim cọc ở trên chiếc 5722 này nó khá là giống kim cọc ở trên những chiếc kính Senco phiên bản thép. Và cái phía dưới cái cọc 6 giờ này, cái logo GS và dòng chữ Grand Senco Dial Shop này nó rất là giống với trên những chiếc GS4420. Trên những chiếc GS4420 đời đầu mà nó sản xuất trong vòng 1 tháng ấy, thì nó cũng có logo GS và dòng chữ Grand Senco đây sốc y chang như thế này. Thì cái chiếc 572 này nó cũng được sản xuất cùng thời gian với lại những chiếc GS4420 đấy. Một ô lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ, lịch xe nhanh. Chiếc 5722 này thì nó là dòng máy lên dây. Chạy với tần số dao động là 19.800. Cao hơn là máy ở trên những con kinh Senco. Núm zin anh em nhé. Bên trên nó có chữ Senco và bên trên là chữ W. Tổng thể của chiếc 5722 này thì nó rất là đẹp. Về vỏ, những cái đường sớ ở cạnh những đầu chân càng này nó còn rất là sắc nét luôn. Hầu như là chưa bị biến dạng hay là bị spa mất đường sớ. Các đường nét của nó vẫn còn nguyên si luôn. Chiếc này mà đem đi mình mà gửi đi lau dầu căn chỉnh lại thì cái bộ vỏ và những cái kim cọc của nó đẹp lắm. Rất là sáng luôn. Nó chỉ có một điểm trừ đó là cái mặt dial của nó ở cái phần một nửa dưới này là nó lên dầu hơi đốm đốm giống như kiểu báo đốm. Nhưng mà nhìn cũng khá là hay. À, về dòng Senco 5722 này thì như nhiều anh em đã biết rồi, nó được sản xuất vào từ những năm 196X, thì khoảng thời gian năm 1963, dòng Senco 5722 này nó rất là phổ biến. Vì vậy Senco nó đã quyết định sản xuất cho đến năm 1968, tức là trong vòng 5 năm từ 1963 cho đến 1968 ấy,
Và trong cái khoảng thời gian sản xuất kéo dài như vậy thì Senco nó đã sản xuất ra rất nhiều biến thể của GS5722, trong đó phải kể đến ví dụ như là dòng GS 430-9999 và 5722-9990 và trước như thế này là 5722-9991. Vào những năm 2010 thì Senco cũng đã có sản xuất một phiên bản 5722 này ở dưới dạng phiên bản giới hạn. Dòng 5722 này nó còn có thêm một phiên bản vàng đúc 18K nữa cơ, nhưng mà phiên bản vàng đúc đấy nó rất là hiếm và giá cũng rất là cao. Mình thì chưa được nhìn thấy chiếc 5722 vàng đúc 18K đấy bao giờ cả. Về phần mặt sau thì anh em có thể thấy ở phía dưới bốn đầu chân càng, cái đường sớ của nó còn khá là đẹp luôn. Đẹp. Cái ánh sáng nó hắt nhìn nó khá là đẹp. Và cái nắp sau của nó cũng chưa chỉ có những cái vết xước râm thôi chứ chưa hề có những vết cấn móp nặng. Về logo medal thì anh em có thể thấy chữ nghĩa Senco và logo GS còn rất là đẹp. Những chiếc phiên bản GS được sản xuất từ năm 1963 cho đến năm 1968 thì chỉ duy nhất là những chiếc mà sản xuất vào năm 1967 thì medal của nó là chỉ có đơn giản như thế này thôi, nó chỉ là chữ Senco và logo GS như thế này thôi. Còn lại những chiếc sản xuất ở những năm từ năm 1963 đến 1968 thì tất cả các medal của nó đều là medal sư tử. Và những chiếc medal sư tử đấy nó đều là bằng vàng đúc 18K. À quên, xin lỗi anh em, vàng đúc 14K. Đó là những chiếc medal sư tử thì nó mới bằng vàng đúc thôi. Chiếc 5722 ở trên tay mình đây thì nó được sản xuất vào tháng 6 năm 1967, là chiếc thứ 181. 5722-9991. Cái dáng của chiếc 5722 này thì nó khá là giống với form của chiếc King Chronometer. Mình thấy thì form độ dày ở trên độ dày chân càng và độ dày máy của chiếc 5722 này là nó dày hơn, và nhìn cái bề dày của chân càng nó dày hơn là trên chiếc King Chronometer. Để mà nói về đeo và ôm tay thì mình thấy đeo chiếc King Chronometer ấy thì nó ôm tay hơn là chiếc 5722 này. Chiếc này nó đeo nó cũng ôm tay thôi, nhưng mà mình thấy chiếc King Chronometer kia nó đeo thì nó ôm tay hơn. Form của những chiếc 5722 này thì nó không được chuộng như là những form 8000 trên những chiếc GS61 và những chiếc GS45. Và giá trị giá thành của nó, giá tiền ấy, nó cũng không cao như là trên những chiếc GS61 hay trên những chiếc 45, nhất là trên những chiếc 45 đấy. Những chiếc GS45 có tay thì thời gian 1 năm trở lại đây, hơn 1 năm trở lại đây thì giá thành của nó lên rất là cao. Nhất là những chiếc đẹp thì giá của nó cũng rất là khét. Cho nên là rất nhiều anh em đã quay trở lại chơi những dòng GS5722 này. Cái form của nó cũng dễ đeo và dễ chơi. Và quan trọng nhất là cái giá thành của những chiếc 5722 này nó nhẹ hơn là giá những chiếc GS45 rất là nhiều. Trên chiếc 5722 430 thì phía dưới dòng chữ Senco này nó còn có chữ Chronometer nữa.
Mình mở máy ra để cho anh em xem cái bộ máy của nó. Đây là cái chữ màu đen này là ở người Nhật người ta là cái ngày tháng năm người ta bảo dưỡng chiếc năm 72 này, cho mình không biết dịch cái dòng chữ này lắm. Và đây là máy của chiếc năm 72 này. Anh em có thể thấy là máy của nó còn phải nói là rất là đẹp. Chiếc này mà mang đi lau dầu căn chỉnh ấy, cái máy của nó còn đẹp, sáng đẹp hơn nữa. BM5 Jewel 5722B. Hiện tại thì chiếc 572 này nó hoạt động vẫn còn ổn định và chính xác, cho nên là mình cũng chưa gửi đi lau dầu căn chỉnh lại để chờ thêm vài bữa nữa có thêm một vài con nữa thì mình gửi đi lau dầu luôn một thể. Tuy là cái mặt đeo của nó có lên dầu đốm nhẹ đấy, nhưng mà anh em có thể thấy là bộ kim kiếm và các cọc số của nó bắt sáng rất là đẹp luôn. Nghiêng chỗ nào cũng bắt sáng được hết. Chiếc này lịch của nó là lịch xe nhanh anh em nhé. Hacking stop chuẩn luôn. À, chiếc 572 này thì nó có cái size mặt là 36,5 mm. Size mặt bằng với lại chiếc kính Senco thép đời 2. Nhưng mà để lên tay thì mình thấy chiếc GS572 này khi lên tay thì nhìn form nó to hơn là chiếc kinh, vì cái bốn cái chân càng này của nó là cái nó xoãi về sau này nhìn nó to và nó mập hơn. Size thì nó bằng nhau thôi, bằng mấy chiếc kinh Senco kia thôi, nhưng mà khi lên tay thì nhìn cái form này nó sẽ to hơn. À, quên mất. Chiếc 5722 này nó còn có kèm theo một cái khóa Grand Senco đời mới. Cái khóa này là khóa của dòng Grand Senco đời mới. Khóa zin đấy. À, cái khóa này thì mình không bán nhé anh em nhé. À, giá của chiếc 5722 này mình bán với giá là 24 triệu. Anh em có nhu cầu hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 0913000067. Đấy cũng là số Zalo của mình. Anh em hãy kết bạn Zalo với mình để có thể xem những hình ảnh, thêm những hình ảnh chi tiết cũng như là hình ảnh máy nếu như anh em có nhu cầu. Nói chung là chiếc 5722 này tổng thể của nó rất là đẹp luôn. Anh em phải xem và cầm trực tiếp ở trên tay cơ thì mới thấy nó đẹp, thấy được cái độ đẹp của nó.
tuy là cái mặt dial của nó lên dầu đốm nhẹ nhưng mà nhìn nó cũng rất là độc. Vâng, video này hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Anh em có nhu cầu hãy liên hệ với mình theo thông tin ở dưới phần mô tả của clip này. Xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại ở các clip sau.